hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học của bầu trời đêm tháng 4 năm 2020. Các hành tinh buổi tối. Sao Kim tiếp tục thống trị bầu trời buổi tối. Trong tháng này, Sao Kim sẽ xuất hiện ở khu vực của chòm sao Kim Ngưu. Sao Kim là đối tượng sáng nhất trên bầu trời đêm nếu không tính đến mặt trăng. Trong văn hóa dân gian Việt Nam, hành tinh này còn được gọi là sao Mai nếu xuất hiện vào buổi sáng sớm và là sao Hôm nếu xuất hiện vào buổi tối. Một chiếc kính thiên văn đủ mạnh sẽ giúp bạn nhận ra hành tinh này cũng có các pha như mặt trăng. Hãy tìm kiếm hành tinh rực sáng này trên bầu trời phía Tây ngay sau khi mặt trời lặn. Vào ngày 3 tháng 4, sao Kim sẽ giao hội với cụm sao Thất Nữ. Hành tinh rực sáng này sẽ xuất hiện trong khu vực của cụm sao Thất Nữ. Đây hứa hẹn sẽ là một sự kiện thiên văn học tuyệt vời không thể bỏ lỡ. Bầu trời đêm luôn là một bữa tiệc thiên văn kỳ thú. Hãy khám phá những điều kỳ diệu từ ngay sân sau nhà bạn. Vật lý thiên văn, chia sẻ niềm đam mê.